Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Đạt. Trời ơi, chiếc xe gắn liền với thương hiệu của tôi nè anh em ơi. Fortuner máy dầu số sang. Lâu lắm rồi mới có lại anh em, nhiều anh em hỏi lắm. Tại thấy xe đẹp, xe cộp mới mua anh chị. Chứ thật ra thì ngày xưa nói tới Đạt là người ta nói tới Fortuner, nói tới máy dầu số sàn. Rồi cái 2 năm vừa rồi cái lỗ hết mấy tập cái sợ không dám mua nữa, chuyển qua làm Mazda, làm xe gia đình. Cái giờ tự nhiên có anh khách anh yêu mến, cái anh nói thôi anh có con 2017 nhập, 2017 nhập, nhưng mà nó lại bị vướng cái là số VIN 2016. Rồi em coi anh mua xưa giờ, đúng gia đình anh đi xịn luôn các bạn. Đó thì mình qua mình thấy cái chất xe đúng chất gia đình xịn ha. Một chủ mua từ mới luôn các bạn, thì mình mới dám làm. Chứ còn phải nói một cách nó thực tế là xe Fortuner mà máy dầu số sàn thì 10 ông hết 8-9 ông là kinh doanh dịch vụ rồi các bạn. Không kinh doanh dịch vụ thì cũng ký hợp đồng chạy công ty này kia các bạn. Xe này thì hơn 10 vạn nha các bạn, hơn 100.000 cây. 2017 tới giờ là cũng 5 năm rồi. Thì cái việc nó hơn, mình nói cái từ là nó hơn ở đây đó là chuyện rất là bình thường các bạn ha. Quan trọng là cái chất xe thôi, chứ còn mà bây giờ anh em đi tìm mà cái xe nó vài chục ngàn thì không có nữa đâu các bạn. Có thì chắc nó cũng ở đâu đó mình tìm chưa ra nha. Chứ còn nếu mà cái này mà nó hơn thì mình thấy nó cũng ổn rồi các bạn. Đấy. Wow. Nắp capo nặng. Lâu lắm rồi mới làm lại cái xe này, mới thấy cái nắp capo nó nặng các bạn. Cái dòng số sàn mà sẽ nhập cái nắp capo nó nặng hơn nha các bạn. Đây là cái máy của nó các bạn, máy 2.4 nha. Máy 2.4 thì tới bây giờ thì Fortuner nó vẫn xài cái máy này. Chả có gì thay đổi, xe đời mới thì nó có thêm bộ xúc tác ký xả, cái bầu vô nó bự hơn để nó đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Rồi cái trợ lực này thì nó biến thiên theo tốc độ, thì cái bơm lái nó lớn hơn thôi. Còn lại mọi thứ thì y chang như cũ. Rồi xe này thì đúng chất xe gia đình xịn, thì mình sẽ kể những cái option mà anh chủ xe anh để lên cho chiếc xe này. Đó, là đèn bi nha các bạn, bi cầu luôn, bi laser nha, trước bi dưới cũng bi luôn ha. Cặp bi này anh vô hết 24 triệu. Rồi anh trai thì gắn cái thanh cân bằng racing gì đây, không biết ai tư vấn ảnh đây bạn. Đó, cái thanh cân bằng này nha, để chống lật, không biết chạy ai chả biết cái tư vấn cái cây này là thanh cân bằng chống lật, chống rung chống lắc gì không biết. Nó cũng giống như cái xe Camry, nó có sẵn một cái thanh cân bằng. Cái này ai dụ ảnh bán cho anh cái cây này hết 15 triệu mình cũng bỏ tay luôn. Thôi kệ, xe cũ có sao xe vậy. Chưa nữa đây. Rồi. Đây, gắn thêm một cái bộ lọc dầu đây nữa các bạn. Đó ha. Đấy, để đảm bảo là cái động cơ nó sạch nha. Tức là ngoài cái lọc dầu zin, ảnh còn gắn thêm một cái bộ lọc dầu này cũng hết 7-8 triệu gì nữa. Đấy, anh em thấy chưa? Đó, không phải là chế chéo gì các bạn, mấy cái đồ này là gắn rời hết nha. Rồi, xe thì keo chỉ zin, sơn zin còn khá nhiều đây. Ốc nắp capo này chưa có dấu hạ luôn nha các bạn. Thật ra thì mình đã nói đi nói lại với anh em rất là nhiều lần, cái ốc capo có mở không mở không chả quan trọng đâu, quan trọng là keo gì nó còn zin. Còn cái việc nắp capo nó chày một cái là bắt buộc là phải hạ capo thôi. Ở trong hãng người ta tháo capo, người ta sơn đầy đó mà. Đó, chả có vấn đề gì đâu các bạn. Anh em nhìn ốc chân đèn này. Cái đèn này là hơ ra để gắn cái bi này nha mấy thầy. Cái chân đèn này, khung xương này. Anh em nhìn đi. Đó, để nguyên rin luôn. Tại vì mấy anh chị mà mua mấy cái xe này toàn dân rạnh đúng không ạ? Cho nên thôi, chia sẻ nó rất là rõ ràng nha. Đó, có sao nói vậy ha, chất xe đẹp nha. Quá trời ơi, nó nặng. Đó, nhưng mà nhìn xe nó vẫn liền lắm anh em. Xe liền mà. Đó, vỏ mới thay, 4 cái vỏ thay đồng bộ luôn. Đá 22. Vỏ này đi phải 7-80 ngàn nữa anh chị ha. Rồi bên trong này nè, bọng dè đó, anh gắn 4 cái ốp bảo vệ bọng dè bằng nhựa hết nha các bạn. Đấy, chứ còn đúng zin của nó là nó không có cái bọng dè này đâu ha. Đó, rồi đây keo chỉ. Hôm trước có một anh ảnh không có biết nè các bạn, cái keo chỉ nha, anh em nào làm Fortuner nhiều sẽ biết nha. Cái keo chỉ của Fortuner nhập đúng đời 2017, một thời gian nó sẽ răng hết như thế này, nó chả phải ai bấm đâu nha các bạn. Đó, anh em nào làm xe nhiều thì biết ha. Nó giống như cái, đó là một cái đặc trưng của cái dòng xe. Nó giống như cái xe Ford Camry á, mà cái ốc máy á, cái ốc ngay nắp vàng cò nó có dấu vặn. Thì tất cả các xe nó đều vậy hết. Fortuner cũng vậy đây. Năm sản xuất 2017 nha các bạn. Nhà máy thì họ sản xuất 2017, mà bên đăng kiểm á thì ghi là năm sản xuất 2016. Mà thực chất xe này nó là 2017 nha các bạn. Thôi có sale mình mô tả cho anh em nó như vậy đây nha. Đó,
Con này nhập nha, mà anh em nhìn nè, đẹp không? Nguyên bộ ghế nỉ là zin từ nào tới giờ luôn nha. Rất là đẹp ha. Đấy, đúng chuẩn xe gia đình chưa anh em? Đấy, rất là đẹp ha. Anh em coi nè, dàn vỏ là đát 22, mới đều đẹp hết nha. Và gai này là gai mịn nha. Đúng cái đời này, cái gai của nó là cái gai cao. Nhưng mà cái gai cao thì đi nó nếu mà đi nó hay bị xỉa. Nếu mà lên cao tốc mà đẹp trên 120, thôi chạy 120 được rồi, trên 120 công an bắt. Đó, đây, gầm bệ mình cũng chưa rửa, chưa làm gì hết các bạn. À, xe thì mới lấy về. Đó, là quay cho nó trực quan cho anh em coi. Đây, kể cả cái phần cản nó bị cấn ngay đây mình cũng chưa sơn luôn nè. Đó, nhưng chia sẻ nó rõ ràng ha. Mọi thứ nó chi tiết để cho mọi người xem và cảm nhận. Đây, cốp ký của em nó đây. Đó, không? Đây, là phong trần. Con này dán phim Solus Diamond, phim siêu cấp nha. Rất là xịn các bạn. Đó, trên xe còn gắn thêm cái bộ cứu hộ ở đây nữa nè. Đó, nói chung của chủ xe sao là mình để nguyên vậy ha. Đấy, đẹp không anh em? Đẹp không? Đó, nhìn cái chất xe bên mình chưa có đánh bát, chưa xì ba, chưa gì hết nha các bạn. Đấy, anh em nhìn đi, 679 triệu nha, 679 triệu nha. À, 679 triệu thì tầm tiền này và tầm giá này là hợp lý rồi. Trời ơi, quay ngược thời gian cách đây chừng năm đi, 700 mấy liền đúng không anh em? Đó, 679 nha. Đó, để anh em nhìn táp lô táp ly đồ đẹp không? Ghế nó đẹp quá trời. Để mình cất cái hộp này. Trên xe thì có gắn thêm cruise control chính hãng ha, để anh em đi đường trường. Đấy, cruise control ga tự động nha. Rồi có cả lo sub apply, màn hình DVD. À, màn hình Android chứ, màn hình Android. Đấy, xe này thì chỉ có không có cái da thôi, còn lại mọi thứ thì rất là ok. Đấy, mọi người xin nhìn lại đi, nhìn lại một vòng xung quanh chiếc xe Fortuner này để có một cái nhìn nó trực quan hơn, tổng quát hơn nha. Xe thì em đạt đang để nó mộc mạc như thế nha. Rồi, nó quá quen thuộc rồi. Nó quá quen thuộc rồi. Đây các bạn. Đây. Đây, nổ máy cho mọi người xem. Đặc biệt thôi, cái này nó có cái cruise control này. Đấy, cái cruise control đây. Đấy ha, cruise control. Khi mà anh em chạy tốc độ trên 60 thì mình có thể cài được ga tự động nha. Đấy. Nó là đồ zin thôi các bạn, đồ zin, nhưng mà tại vì nó ở phiên bản thấp nên nó bị cắt bớt thôi. Đó nha, đấy. Màn hình Android các bạn ơi, màn hình Android. Đó, camera hành trình. Đấy. Rồi, để em bước ra cái bạn quay phim lấy một cái góc tổng quát về cái xe này đi nha. Máy đang nổ nha anh em. Đó, nội thất rất là đẹp ha. Nói chung ngoại thất thì cũng có chạy chùa một số chỗ thôi, tức là thời điểm này bên em cũng không có thời gian để mà tút tát kỹ lại. Cho nên là với lại xe nó cũng lâu rồi anh chị ha. Tầm giá này thì nó cũng hợp lý rồi. Đây, tiếng máy nổ này. Em đang để cái máy nổ ha. Êm chưa? Êm chưa các bạn? Nó cũng tròn tua rồi các bạn. Thấy chưa? Nó cũng tròn tua rồi. Nó cũng tròn tua rồi cho nên là nó nổ cũng khá là tròn máy nha. Đó, đời này thì thôi, máy số thì biết chừng nào mới hư đây. Nó như cái máy cày ra tiền các bạn. Rồi, Fortuner máy dầu số sàn 2017, số VIN 26. À, bên em đang bán với mức giá là 679 triệu ha. À, thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0931226669 nha. À, xe thì đang đậu ở cửa hàng 09 Lê Hiến Mai, phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức nha. Xin chào và chúc mọi người xem clip vui vẻ.